Những bí mật chưa từng tiết lộ về trùm giang hồ Nam Cam. Kỳ 37, phát súng kết liễu đời Nam Cam, trả nợ kẻ gieo tội ác. Những phát súng đanh gọn vang lên kết thúc cuộc đời của Nam Cam, kẻ tội đồ từng gây bao tội lỗi, là mối hiểm họa cho trật tự xã hội. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ bất tuân luật pháp, xem thường mạng sống của người khác. Khi Nam Cam hiểu ra chân lý, giá trị của cuộc sống thì mọi chuyện đã quá muộn. Ban ngày, khu tử tội chìm trong yên lặng, chỉ trộn rộn vào giờ ăn, rồi sau đó mỗi người lại chìm vào suy tư của riêng mình. Sau thời gian hoảng loạn ban đầu, tinh thần Nam Cam dần ổn định trở lại. Sống trong những ngày tháng được xem là cuối cùng trong cuộc đời, Nam Cam thường đọc kinh Phật và luôn nghĩ tới sư cô Diệu Quang. Có lẽ nhờ vậy, Nam Cam đã hiểu ra rằng hành vi tội ác của y phải được trả giá một cách tương xứng theo thuyết nhân nào quả nấy. Y chỉ xin được một ân huệ cuối cùng, y chấm dứt kiếp người, linh hồn được sớm siêu thoát. Linh cảm mình sắp phải đi, Nam Cam tắm gội sạch sẽ khác thường, đòi mặc bộ quần áo tù mới, cả đêm trằn trọc không ngủ. Hết trở mình lại nhìn đăm đăm lên trần nhà. Ngày 21 tháng 5 năm 2004, quyết định thi hành án tử hình Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh, Nguyễn Hữu Thịnh và Châu Phát Lai Em được ban hành. Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác chuẩn bị pháp trường được tiến hành chu đáo. Hàng loạt thao tác kỹ thuật đã hoàn tất một ngày trước khi đưa phạm nhân từ trại giam ở Tiền Giang về trại giam Chí Hòa. 0 giờ ngày 3 tháng 6, tại trại tạm giam, thủ tục chuyển trại cho năm tử tội được tiến hành. Các tử tội được đưa lên xe. Tiếng xích chân và tay va vào nhau, âm thanh khô khốc vang lên trong đêm sương lạnh buốt. Trước khi bước chân vào trong xe bít bùng, ai cũng cố nắn ná vài giây, đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Đêm hôm trước trời mưa rất to, mới tạnh chừng 2 tiếng trước nên không khí khá mát mẻ và ẩm ướt. Một vài giọt nước mưa còn đọng trên các tán cây rơi lợt đợt. Rạng sáng, năm bị án Trương Văn Cam, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng, Châu Phát Lai Em, Phạm Văn Minh được đưa ra xe rời trại tạm giam của công an tỉnh Tiền Giang một cách khá lặng lẽ. 1 giờ 45 phút, đoàn xe áp giải năm bị án sừng sỏ một thời đến chân cầu Tân An. Gần 2 giờ 30, tại trại tạm giam Chí Hòa, năm bị án vẫn chưa biết gì về sự sống và cái chết đang được tính từng phút đối với họ. Vẫn nói chuyện bình thường, bởi họ cứ ngỡ rằng đó chỉ là thủ tục chuyển trại bình thường. Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng đều không giấu được thoáng bất chợt rùng mình. Rất có thể đó là cái rùng mình cuối cùng cho giây phút nối tiếp tự do và cuộc sống. 3 giờ 30 phút, cả năm tử tù được đánh thức, lần lượt được dẫn vào hội trường của trại giam Chí Hòa để lăn tay, xác minh lại lai lịch và làm các thủ tục cuối cùng. Họ nghe tuyên đọc quyết định thi hành án và được cho viết lời trăn trối gửi người thân, gia đình trước sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát, tòa án và công an. Đến phút này, Nam Cam cùng 4 đồng phạm mới biết chắc là thời khắc còn sống chỉ được tính bằng giờ bằng phút. Sau đó, hội đồng thi hành án bắt đầu các thủ tục cho thay quần áo mới, bữa ăn cuối cùng được mang ra. Lúc này, năm bị án mới chợt hiểu ra mọi sự. Một đùi gà, một chiếc bánh bao và một chai nước ngọt,
nhưng không ai có thể nuốt nổi. Ông trùm thế lực đen một thời cũng không còn chút can đảm để đối diện với cái chết cận kề. Vẻ mặt thất thần như vô hồn đã thay vào khuôn mặt đầy tinh ranh, mưu mô xảo quyệt vốn có của Nam Cam. Đoàn xe chuyển tử tội tiến ra Thủ Đức. Có xe mô tô cảnh sát dẫn đường bảo vệ hộ tống. Để đảm bảo an toàn, từ suốt đêm trước, trên tất cả các giao lộ, ngã tư mà đoàn xe đi ngang qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều các cử cảnh sát giao thông trực sẵn. 5 giờ sáng, ngày 3 tháng 6 năm 2004, đoàn xe chở tử tội Nam Cam cùng 4 đồng phạm tiến vào pháp trường ở phường Long Bình, quận 9. Sau nhiều tháng kể từ phiên phúc thẩm, nay mới được nhìn thấy nhau. Hai tử tù trẻ tuổi là Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh cố ngoái cổ nhìn chiến hữu. Hai người đều ăn hết bữa sáng, gồm bánh mì, bánh bao, đùi gà và nước ngọt. Nam Cam và Phạm Văn Minh giờ như kẻ mất hồn, ngồi bần thần. Châu Phát Lai em thì mặt đổ chàm, chân tay hơi run rẩy. Cột bắn đề rõ tên của năm bị án được sắp thành hàng ngang theo thứ tự: Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh. Được dẫn xuống xe, cả năm tử tội hầu như không bước nổi, phải có người xốc nách dìu đi. Trời chưa sáng hẳn, đặt chân xuống đất, vừa thấy tên cột bắn và bảng tên đề sẵn, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh gần như quỵ hẳn, run lên bần bật. Các bị án, người được dẫn vào vị trí sắp thành hàng ngang. Tờ mờ sáng, các thủ tục trước khi ra pháp trường đã hoàn tất. Tuy không công khai, nhưng xung quanh trường bắn lúc này đã có hơn 200 người dân, thân nhân những bị án, và lẫn trong đó có cả những người từng là nạn nhân của băng nhóm tội phạm Nam Cam để chờ giây phút đền tội của những kẻ thủ ác. Tại khoảng giữa của trường bắn, cách chỗ năm tử tù chừng vài chục thước, hội đồng thi hành án làm việc trong chiếc liều bạc. Các tử tù đã được bịt mắt bằng một mảnh vải đen, lần lượt bị cột vào cái cọc giống như cái thang, cao hơn 2 thước. Hai chiếc đèn pha trên nóc ô tô chở cảnh sát bảo vệ đủ ánh sáng để hội đồng thi hành án nhìn thấy rõ mọi việc đang diễn ra. Tội phạm từng người, từng tên được nêu tóm tắt và công bố quyết định thi hành án tử hình. Tất cả diễn ra trong vòng nửa tiếng. Tiểu đội hành quyết dàn hàng ngang tiến lên phía trước, đối diện năm tử tội. Đội trưởng hành quyết ra lệnh, giọng đanh gọn: tất cả vào vị trí, chuẩn bị bắn. Hàng súng có gắn lưỡi lê dương lên ngang tầm mắt các xạ thủ. Ngay sau mệnh lệnh hành quyết, loạt đạn đanh khô khốc ghê rợn vang lên. Tiếp theo là 5 phát ân huệ cuối cùng dành cho tử tội. Những chiếc dây thừng buộc tử tội vào cọc được mở ra. Xác của Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh mềm nhũn, trắng bệch, đổ ập về phía trước, nơi đặt sẵn 5 cổ quan tài. Các bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ báo cáo hội đồng thi hành án. Báo cáo, cả 5 tử tội đã chết. 5 giờ 45 phút, đội thi hành án đã hoàn tất việc thực thi pháp luật. Vậy là những kẻ gây bao điều ác đã phải đền tội. Chết là hết, hay chết là bước chuyển tiếp qua một kiếp sống khác, dưới hình thức, đời sống khác, cảnh giới khác. Điều này tùy thuộc vào tính lý của mỗi người theo tôn giáo của họ. Nhưng trên tất cả, với những kẻ phạm tội, phải nhận lấy bản án chết như Nam Cam là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang lăm le nhúng tay vào tội ác, từ chối ân sủng lớn nhất của tạo hóa ban cho con người là sự sống. Vật chất là vô tận, có lúc nó mang lại nhiều ý nghĩa, làm con người ta sống tột đỉnh hạnh phúc. Rồi có lúc
nó chẳng còn có ý nghĩa gì cả. Tệ hại hơn là phải trả giá rất đắt về những gì mình đã làm để kiếm tìm nó. Nam Cam hiểu ra chân lý giá trị của cuộc sống thì đã không còn được làm người theo lẽ sinh tồn của tự nhiên. Những phát súng kết thúc cuộc đời của năm kẻ tội đồ từng gây bao tội lỗi là mối hiểm họa cho trật tự xã hội. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ bất tuân luật pháp, xem thường mạng sống của người khác. Trời đã rạng đông, mặt trời sẽ mọc. Tội ác của Nam Cam và đồng bọn đã được xóa sạch trước bình minh của một ngày mới. Hết kỳ 37. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi series Những bí mật chưa từng tiết lộ về trùm giang hồ Nam Cam kỳ tiếp theo vào 21 giờ tối các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Xin cảm ơn mọi người. Người đọc: Ý Trần.